Kiếm mùi dây. Mùi dây em đóng ngập nắp. Cây da này không te hả? Không có dày. Cây này nó da y như cây non vậy. Cái vườn này sản lượng của mình sao ta? Sản lượng của em cao lắm. Em mà giờ một tháng là giờ tháng bơm 30 là bơm có lành rồi. Này được cỡ 8-9 dao. À, bơm một lần bơm tí 8-9 lần để mũ. Yeah. Mấy giao đầu thì em khoanh đi tư. Nó khoảng 850 cây á mà nó lên khoảng 300 kg. Hàm lượng khoảng 36-35. Vừa này nghỉ nhiều lắm. Làm tính tại em nghỉ nhiều, làm tháng chắc em làm chắc được cỡ 16-17 ngày à. Tại em lấy là chỉ có lấy một mẫu, lấy 8 triệu một mẫu thôi, trung bình 8 triệu một mẫu thôi. Tầm thời gian bình thường thì nghỉ. Nên là làm 5 tháng rồi mà nghỉ nhiều. Sản lượng thì cao, khi nào mà xuống khoảng 140-150 hàm lượng 41. So sánh so với cạo truyền thống hồi xưa thì em thấy năm nay làm nó đột biến hình như là gần gấp đôi. Đôi. Như cái này vườn này năm ngoái là 3 mẫu này. Và từ dưới đó lên đây là 3 mẫu. Là bình thường cạo năm ngoái là nó khoảng 20 triệu. Năm nay app này là khoảng 35 triệu. 3 mẫu. Mà làm cái này nó khỏe. Thời gian nghỉ nhiều. Hiện tại mình làm hết đôi 3 đúng không? Dạ. Là khoảng 2 mũ đầu là 2 giao đầu là mũ nhiều, nó lên 300 kg thì nó khoanh đê tư cho nó giảm xuống. Còn tới bắt đầu từ giao thứ 4, thứ 5 đổ đi là em khoanh đê 3. Lúc đó xuống còn khoảng 130-140. Là giao nhất là khoảng 120. Hàm lượng khoảng lên 42-43. Mấy giao cuối của em chắc cỡ 4-5 tiếng là ngưng mũ, chạy nhanh. Thường em hay đi khoan hay gì nè? Mấy giao đầu thì nếu mà hai nhát đầu thì em khoan khoảng 7-8 giờ đêm em đi. Là khoảng 850 cây là em khoan khoảng 2 tiếng. Còn mấy nhát cuối là khoảng 1-2 giờ sáng em mới đi. Khoan bằng cái giấc mới đi cạo. Thấy cây của em nó cao mà em đi khoan sớm mới đông. Đây trung bình 500 cây là cái lượng khí em xài từ đầu mùa giờ khoảng bao nhiêu tiền đó? Chúng ta trung bình một tháng 500 cây khoảng bao nhiêu tiền? Tại em làm tính đến nay là tháng thứ năm mà em làm 5 mẫu mà nó hết mới có một bình. Hết bình, bình có 5 lít hả? Bình cái bình nhỏ bình đó, cái bình lớn à, bình 5 lít. Hết bình đã bơm ít, tháng em bơm có một lần. Về cái mức độ phát triển của cây em thấy sao? Cây thì nó vẫn phát triển bình thường, một cái lượng mũ nó vẫn đều, hàm lượng em vẫn cao đột biến. Cao hơn đột biến hơn bình thường nhiều luôn. Năm ngoái cạo là được khoảng bao nhiêu độ? Năm ngoái em cạo thì nằm cỡ khoảng 38-39-40 độ. Nhưng mà mũ nó ít, mũ nó nằm cỡ một mẫu rưỡi mà nó cạo được khoảng 101 hoặc 115 kg đổ lại. Năm ngoái em cạo miệng này nè. Hôm nay em chở đây khoan trên này. Về vấn đề da cây hay như là độ phát triển của cây lá thì em thấy sao? Nhờ mũ thì nó vẫn mũ với cây lá vẫn phát triển bình thường. Tại cái vườn cây này 2 năm rồi em cũng chưa có bỏ phân nữa. Tại hồi đó em làm đầu năm mấy năm làm thì mua cây làm thì cũng có việc dưới Sài Gòn đó, về dưới đó làm thì thấy giá cao su thấp quá, làm cực thức đêm cực. Dưới đó có việc có môi trường tốt hơn thì em tính xuống dưới làm. Rồi sau thấy làm cái này hiệu quả là mới về làm đây đấy. À. Hiện tại trung bình là cứ một mẫu là thu nhập là 8 triệu. Dạ, em lấy mức 8 triệu. Là một tháng em làm khoảng 5 mẫu là em làm khoảng 16-17 ngày. Còn về công cán thì nếu mà so sánh với năm ngoái cạo thì em thấy sao? Công em này em làm thời gian nó ít hơn nhiều. Đi cạo nếu bình thường một mẫu rưỡi cạo ít tiền là 4-5 tiếng. Mà giờ em đi khoan khoảng 2 tiếng là em về. Sáng mai chỉ vào chút thôi. Còn tính luôn cái công
đóng lớp chóp với bơm khí luôn. Dạ. Thì so với cạo thì nó bằng nhau hơn, nó so với đi cạo là nó ít hơn nhiều, ít hơn khoảng 40% so với cạo. 40%. Và tổng thời gian mình đi làm. Vậy do vườn mình thứ nhất là cũng bơm ít khí nên tính ra khi tháng mình mới bơm khí lần thì nó dạ. Giảm được cái tháng em đi giờ ấy bơm một lần. Nó vừa ít tiền khí mà cũng ít cái công đi làm ở ngoài lô hơn. Thời gian em nghỉ nhiều lắm. Một lần bơm là em bơm khoảng bao nhiêu lít? Một lần bơm em bơm khoảng 30cc. Đó, 30ml. Còn hồi đầu mùa như thấy là đầu tiên em bơm khoảng nhiêu? Lần đầu tiên là em bơm 80. Rồi sau đó? Sau đó là 30. Mà lúc đó nó lên tới, lúc đầu em làm cũng mới làm á, rồi nó bơm 30 mà giờ nắp nó lên 300kg. Cái em sợ là sao em bơm có 20 à. Sau này cây nó mới, với em làm rồi theo dõi mũ á, thì nó mũ cái độ nó cứ giữ nguyên vậy á. Rồi em cứ làm suốt rồi. Với lại năm nay cũng làm á, rồi kế bên ấy cũng nhiều người nói bảo làm nó hư, người bảo nhiều mũ. Rồi cái em mới bảo em về em làm cái này em thấy nó quen rồi. Cái em mới bảo là em làm năm nay em lấy hàm lượng trên 40 không à. Và nhắc đầu giờ khoảng cách đây khoảng nửa tháng là vườn này được khoảng 230kg, hàm lượng 42 6. Đó là em nghỉ 6 ngày. Tại cứ là tại một mình em làm 5 mẫu là một lần đi giờ với đi bơm này là hết một ngày. Một pin là khoảng 1 mẫu rưỡi. Là em nghỉ 3 ngày đó em đi giờ đi làm lại từ đầu. Vậy là trung bình là bây giờ là một mình em cắm khoảng bao nhiêu hectare? Một mình em làm 5 mẫu. Một mình làm 5 mẫu? Dạ. Yeah. Là làm kính ngày luôn hay là có được ngày nghỉ thôi? Là một tháng là có 17 ngày. À, một tháng làm 17 ngày. Dạ, yeah. Là khoan lấy mũ là 17 ngày. Làm trang bị bình thường hết khoảng cỡ 5 ngày. Vậy tổng cộng là 23 ngày. Dạ. Yeah. Là làm cái này buổi chiều cũng nghỉ với nhà. Hiện tại là em hồi đó em vẫn làm này, em vẫn đang làm 5 mẫu mà em tại em lấy cái sản lượng mũ lấy hàm lượng nó cao quá chứ em vẫn đang đi phụ cho cái anh kia là khoảng thêm gần 1 mẫu nữa, em vẫn đi làm việc ngoài được 3 mẫu. Yeah. là tổng cộng là 6 mẫu. Yeah. 6 mẫu nhưng mà nói nó cũng hơi vất, nhưng mà làm chừng cả 5 mẫu hoặc 4 mẫu là vừa, 4 mẫu tính ra 4 mẫu là vừa, thì sản lượng một người nó tới, nếu mà làm một mẫu ba một ngày thì mũ nó trung bình nó nằm cỡ 150-160, đó là chút mũ đi làm đẹp. Còn nếu mà cạo truyền thống thì một công nhân thường họ cạo khoảng được bao nhiêu? Một công nhân cạo bình thường chắc em nghĩ chắc một mẫu hai mẫu ba là một tháng. Dạ. Là đảm nhận một mẫu hai mẫu ba là một ngày một cạo một ngày là trung bình khoảng một mẫu hai mẫu ba. Còn một tháng họ làm có khả năng làm được khoảng gần 4 mẫu. Gần 4 mẫu. Dạ. Nhưng mà cạo cực lắm, vất vả đêm hôm. Là hồi đó là em là bình thường là em cạo, hồi xưa là em cạo. Dạ, hồi xưa là em cạo. Hồi đó là em cạo mình em được bao nhiêu? 4 mẫu. Hồi đó em cạo được có 4 mẫu. Mà nghĩ nhiều. Tại ví dụ như cái lượng cây mà nó khoảng một, nó lên 1.5 là nó mưa gió là cạo không kịp. Mưa trễ cạo cũng không kịp. Còn cái này về vấn đề chắc chắn mưa hay gì nó ổn hơn? Dạ, cái này mưa gió thì nó không có ảnh hưởng với mũ. Em làm tại mũ của em nó nhiều quá, em làm bình thường không, nó gần đầy tô không à, nên là chỉ cần hơi mưa tí là em nghĩ em không có làm. Em cũng vừa dưỡng cây mà em vừa nghỉ cho cây luôn, khi nào nắng ráo lên em mới làm. Em quay bán mấy cái cây này. Đây là vùng áp khí nè, cho cây vẫn bình thường. Nói chung là cái duy trì độ cao là trên độ cạo truyền thống là cái giờ tự mũ nó hàm lượng nó vẫn cao thì nó bị ảnh hưởng. Còn nếu mà độ nó thấp quá thì nó sẽ ảnh hưởng tới nó cao được nhất. Rồi. Rồi. Miếng mì coi mì đi. Cả này ăn thì ngon đây nè. Đó, ăn thì ngon. Những cái ở những cái chỗ khoe này chắc là đầu đúng không ta? Dạ. Nó đùn ra gần như là đùn cao hơn mặt cây luôn nè.
cây của em làm nhiều là nay làm 5 tháng rồi, mà em làm tính ra làm mới được có 3 tháng thôi, 3 tháng trọn vẹn thôi. Nửa tháng em làm có nửa tháng nó đùn ra hết rồi nè. Không làm tất cả những cái cây nó đùn ra bằng mặt hết. Nên những lỗ khoan nó nhanh chóng nó lành, nếu mà cái giữ cho cái độ mũ nó cao nó sẽ không có ảnh hưởng gì đến sinh lý cây, nên cái những cái lỗ khoan thì nó sẽ nhanh chóng nó bằng mặt hết. Ra bằng mặt hết. Từ hồi đầu năm những cái mũ khoan đầu năm là ra bằng mặt hết. Để phương pháp này thì nếu mà làm đúng phương pháp á thì nó sẽ đỡ tốn da cây. Thì nào mà nếu mà mình bơm nhiều khí quá và lấy nhiều mũ, khi mà độ nó thấp quá nó ảnh hưởng đến cái vùng da và nó sẽ bị nứt nhiều, thì lúc đó thì cái nó sẽ ảnh hưởng tới, nó sẽ bị mất cái vùng da cây. Mà nếu mà làm đúng cách đó thì cái vùng da cây mất rất ít và nó nhanh chóng nó phục hồi lại, và tán lá thì nó cũng phát triển tốt bình thường và nó tiếp tục nó ra đọt non. Các bạn có thể nhìn thấy những cái vùng đọt mới nó phát triển ra nè, nó vẫn mập thêm chứ nó không có dừng lại, không phát triển giống như là cây truyền thống. Nếu được thì nghỉ năm sau, thêm năm sau nữa là khoan lại những vùng này là được. Hai năm thiếu gì bỏ khoan lại một chi đi chừng nào mới hết. Thôi đang khô trên dưới này gấp thôi cực lắm. Ở trên này chỉ có khoan nó đi chơi xỉn quá còn đi được, ở dưới không thơm mỏi chứ. Từ đầu năm giờ mất đâu nhiều da, đâu có bao nhiêu da đâu. Mà đây được cái làm cái đai này cho nên linh động được, di chuyển qua lại xoay vòng được. À nó mũ bằng cái đai đó, cái khoan là mũ đẩy tay tiện ha. Em làm lấy độ 40 này là tháng mẫu 10 triệu là bình thường. Cái này một mẫu lấy nó trung bình khoảng 100. Cái này làm cái đai hứng nước nhiều. Cho nên mình cái đai này bây giờ mình phải có cái máng nón nè. Máng nón xong rồi làm cái này á. Máng nón hoặc là cái máng mình bấm cho nó úp đây cho nó tạt nước ra đây thôi, nó không vô cái miệng này. Đây xài cái nắp. Trời ơi, dùng nắp nữa hả? Không cái nắp là chả cần nắp. Cái nắp thành muỗng á. Làm cái máng dù che chỗ này thì cái nắp cái gì nữa. Cái máng kia thì khỏi nói rồi. Bữa trước biết mưa cỡ đó mà hàm lượng 14. Mưa tầm mưa tã ban đêm mà hàm lượng 14. Mưa 6 7 tiếng nữa đó. À, hả? Ở của anh nhà. Ở dưới anh hôm bữa có mưa nguyên ngày không? Có bão. À, bữa đó em khoan mà em khoan từ lúc trưa mưa mà mưa em vẫn khoan. Tới sáng luôn vô chú đánh đồng vẫn được 80 kg đánh đồng à. Mới là chút có khúc mấy khúc. Bỏ hơn gần cả 2/3 vườn. Vào mưa không mất mũ nhưng mà nói... mưa quá làm biếng đi. Trời ơi mũ mà vô nó bằng mặt tràn hết. Vườn trong này hỏi bà ấy hôm bữa chị Trúc nhiều không? Bà nói chị Trúc được có 19-20 kg thì bán được có 9. bà nội nói thật rồi, tôi cái vườn bà... tôi mà. Yeah. Mưa có thế tràn đâu bà nội mà 19 kg. Mấy giao đầu thì đi 4-5 lại nhiều mũ. Mưa bên đồng hả? Nghỉ bớt. Bà nói vậy nhưng mà bảo bà mũ dây này nhà đang còn 2 đi khoan này mà cứ bóc hai như bóc này 3-4 tiếng phiên đấy đúng không đó, mà kêu bà ấy, thì lấy thì lấy mũ dây bà không lấy đâu, mũ dây nhặt bóc xong cứ được đất không nhặt luôn mà giữ nó đồng lại đây nè bóc này bà không công nhiều đây.
Trời ơi, cái này 4 dao với 5 dao mới bóc à. Anh thấy không? Hết mưa rồi mà bây giờ trong ống em vẫn có nước nè, anh thấy không? Thì hỏi cái nắp chóp đó có thắng rửa mà. Nó mở vô cái gì? Thì thắng rửa thì chưa giờ. Không, chưa bơm từ bữa giờ đúng không? Người ta nói cây không bơm mà. Cái này bình khí là gần như nó cho nó hết cái cửa đó luôn hết mấy. Có nhiều vườn rồi. Bơm cho anh thì bơm cho người ta. Cứ ba dao bơm lần cả tháng luôn, có lần. Công ty mà bán khí cho em chắc công ty nghèo luôn quá. Bơm vườn này nó bơm rất ít. Bơm có 30 rồi để. Cái đám Tân Hòa nó còn bơm có 20. Chung vườn này thì không. Gia cây mấy vườn kia khoanh vườn của anh Toản, khoanh mấy vườn của trong hợp tác, khoanh sụt cây của em. Vườn này đang có khí không? Chưa đủ khí. Tùy tay nó không vào được. Còn như vườn trong vườn hợp tác là gần như đặt mũi khoan mà không phải là mũi khoan. Rất mềm. Ý là cái cây mà nó có khí nó mềm. Đủ khí nó mềm. Khoan cái là nó hút vô. Con này của em khoan nó để chạy ngoài không à. Tùy không có tùy là nó không vào được. Cái mũi khoan nó lọc rồi đó. Nghĩa là mình khoan chúng ta khoan lên mũi đầu lên. Cái da cây của em là có như đây thế này. Da cây á. Da cây nó mỏng lắm. 101 3 hecta gạo truyền thống. Hàm lượng 38. Mà giờ cứ nhát thứ 5 rồi được 104. Hàm lượng 4 mấy. 41 42. Tháng này là thấp nhất là hàm lượng 399. Là nó 108. Như là cứ 41, 42 kinh khủng đây. Mà 2 năm rồi không phân đi. Ừ, tính ra là 2 năm rồi. Cũng tính bỏ xứ Tây Ninh đi rồi đó. Để vào hai anh em mới vào lúc đầu người ta bảo cái này là bảo hư cây. Thì mới bảo là cái đợt mà em xuống với anh á. Đi mua vỏ, quái nào bây giờ năm mẫu này gạo vay tiền được. Hòa đường vay tiền. Bây giờ bảo bây giờ làm này 2 năm xóa nợ. Thì xóa nợ đi mình đi chỗ khác mà làm. 8 mẫu chưa mà như là có làm chứ hồi đó cũng đâu còn là dân tiền cứ về bán mũi xuống dưới đây chắc ăn là hai năm hai anh em chạy vào em mới thắng chứ không mắt làm hai năm trả hết nợ thì còn mấy năm sau này đẹp đất của nhà cứ để đấy chơi đẹp hơn này luôn nên là mới về quyết định làm chạy vào 6 mẫu 6 cây nhỏ hơn thằng nhỏ chạy đi chạy lại coi xong té xe không dám quay lại. Cây mới đi làm mà nhiều kỷ niệm mắc cười lắm. Hàm lượng nó đạt. Bởi tôi đặt đi mua cây hả? Đợi anh em mình chưa tính mua phải không? Đấy, nhỏ chạy vào xe té phát dựng xe vội chạy. Không phải là đi làm ăn mà không cần tiền nó trời nghe mừng gì đâu. Nghe kèo quá thơm. Mà dẫn cho em nói một mẫu 7 cây mới úp được có khoảng 3 dao à. Cũng như kia 7 công cạo được 4 năm rồi, nó ngang ngang cái cây này. Thấp hơn này. Dưới này có đám lớn ở dưới này khoảng 5 mẫu rưỡi dưới này dẫn xuống cái cây thanh lý không chạy tiêu luôn. Cả một vườn đấy chắc được cỡ 50 cây to, còn đâu toàn loại như này. Hai thằng. Vườn cây này em đều cây, nên là em lấy mẫu nó cũng không có nhiều. Chết đám đồng mã. Nó đều. Nhưng mà cuối cùng lại không chết. Vẫn đang hơn đi công gì cả. Vẫn còn ngon hơn đi công làm công nghiệp. Tháng này chạy xuống tỉnh rồi chạy qua đâu được. Mà không biết có làm đường chưa đường rồi đường nó giải đá để đường đất một lần đó là cây đó qua cây đó là quay ướp 2 năm rồi đó. Nó còn có cái là lấy được hơn tháng so với vườn cạo không cao hơn nhiều cao có nghĩa là lấy thời gian lấy nhiều dài giờ ý là khoan mũ này có nghĩa là vườn cạo truyền thống người ta nghĩ rồi mình vẫn lấy được. Thì năm nay em đăng ký mùng 1 Tết mà đem mũ về không biết hôm qua xỉn quá bảo giờ không cho mượn tiền nữa. Qua đang không bảo mùng 1 Tết đang có lấy tiền lì xì không? Đang tính kẹo mà mùng 1 Tết ông chuẩn bị tiền lì xì đi. Mùng 1 Tết đang mũ. Ông bảo thôi. Ông ngày xưa là nếu mà đi cạo ở ngoài mà tư nhân bởi người ta nghĩ nó còn mũ người ta cũng nghĩ là vậy. Vì dính vào mấy ngày Tết người ta nghĩ là nó cạo lại là không hầu như là quả của tháng đó là gọi là hầu như là cũng hết mũ không cần chờ xả tại đang cạo bình thường khí vào cuối năm mỗi ngày khoảng 4-5 ngày là quay lại cạo lại mũ đầu tiên bơm khí là có sản lượng em thấy hiệu quả là từ cái lúc đầu tại cái vườn cây này trước khi em làm này em chuẩn bị em làm khoảng 20 ngày cây rêu thì như bây giờ đang cạo 2 dao là cũng được nhưng mà nói sản lượng không thể nào bằng đi chăng sản lượng nó có thế nào bằng khoảng 20 ngày rồi mới là bẹt
khoan vào mà chén chứ làm gì. Như cái lô trên công nó dính chén nó hàm lượng 50 mà nó lên tới 100. Nó đi xả 4 dao. Còn trong Tân Hòa nó nhắc đầu là hàm lượng chắc gần 60 50 kg. Tí nè. Cây thì như bỏ 10 năm 12 dao là 50 kg. Là em thấy này là làm bắt đầu vào mới vào làm cũng có mũ rồi mấy dao đầu như thực lòng cái cây rêu cả bình thường là nó phải hết ít gì cũng phải hết là khoảng 20 ngày nó mới có mũ. Cả anh cho cứ sản lượng cao cỡ nào cao còn thứ này nhiều nhà người ta có việc hay người ta đi chơi hay gì đó như em cũng vậy thì làm tháng làm như cái tháng đầu tiên là em làm 10 ngày á trang bị em nghỉ 20 ngày em làm 10 ngày cuối tháng là 20 triệu á. Ông chủ này ông sắp bữa nợ bởi nhà ai có việc hay là cứ đi làm việc xong cái về trang bị làm có mũ lại bình thường thôi gì mà cũng nhiều hơn nữa không mũ nhiều hơn hàm lượng cao ngất ngưỡng mà hồi đó hàm lượng đang còn năm mấy sau này lấy lên 2-3 hồi đầu tiên lấy là hàm lượng như vậy 170 hàm lượng 50 chính xác lại chút này sao có như cái lô trên đó là 170 hàm lượng 50 mấy hồi đầu bắt bản cái hàm lượng thì gần 60 mà. Ừ, thì gần 60 đó là khoảng 50-60 kg. Là hồi đó ngang bơm có 60 hay là 80 gì đó. Lần đầu đó đúng không? Ờ, hình như là 80 á. Đâm Tinh Hòa. Mà trong Tinh Hòa nó lần đầu á. Nghỉ nguyên năm nó chạy đâu có nổi đâu. Vậy mà được cái nó không đông. Cây cây có chút ép này mà ra nó cả thằng phân. Ra trong Tinh Hòa dày mà ra cây đó sung nguyên ra này. Nhìn bóng mỡ lắm. Cây của em cũng gấp 2 năm mà. Làm bữa đó là kéo nguyên cái thùng lôi vô lúc cùng ra được có thùng thì đó là dự tính là phải 200 nhưng mà hôm rồi tại trong đó nghỉ nhiều hôm rồi em dời là nhắc đầu được 156 kg hàm lượng được 44 cái sau nhắc thứ hai em nghỉ 6 ngày cái quái nào đó hôm đấy thì đã nó phải xuống chứ nhắc đầu thì gần 160 thì nhắc sau phải xuống chứ cũng chở 160 kg vào nó lên để cái lên 240 hàm lượng gần 43 vườn đấy là vườn bỏ đấy là được ba dao vườn xác định là được ba dao 200 mấy tại vườn đấy là cạo bỏ này bị cháy trùng lâm hết là cây 3 hecta mà chưa được ngàn cây vườn đó mình vẫn là bán củi cho chứ không phải bán cho người ta để người ta thanh lý người ta dọn cho mình thôi cắt cây đi xác định là vậy em trồng mì á là hồi đó là đầu tư đó vô trồng mì cắt bỏ đi trồng mì bữa mới bảo cây nhà cao su bữa mình vào mình đóng cho anh bảo là cây này mà làm sao mà có chuyện mình bỏ được mình bỏ cây là xuất sung tại có biết đi cạo đục đâu 3 năm vô đó cứ tháng cái cạo được 3-4 dao rồi nghỉ chứ có biết cạo đâu cây sung thế mà nhưng cuối cùng sung có làm đâu toàn tập trung vào hai vườn ngoài này trong đấy lâu lâu mà chọn về thời điểm mưa là nó ít đi xa lắm hai anh em mình quanh ngoài này không à chứ mưa em ít làm tại tối chứ lên 200-300 nên là làm 2 năm cả nợ sao giờ làm 2 năm cả hết rồi trời ơi cái này làm đều 2 năm dư ráng hết. Ráng làm là hết năm sau trả hết 500 triệu mượn không biết mượn được nhiều không biết chủ yếu là giờ chủ yếu là hỏi gì giờ cho mượn nhiêu tiền sống ráng sống lâu lâu tí nay sáu mấy tuổi 63 nha 63 tuổi mượn tiền để đi mua rẫy mượn tiền để mua rẫy làm thế không cái đám đấy vẫn giờ nếu mà có tầm 2-3 là chắc vẫn 24 giờ là à, thì ông cứ nói vậy thì trả 2-3 là không vả hả mà giờ muốn mượn tiền đi mua rẫy làm nữa bởi phải làm nhưng mà cũng đúng thôi làm nông nghiệp mà mình không có đất để làm canh tác thì làm sao làm còn đi suốt ngày bắn mặt cho đất bắn lưng cho trời quay về là con số 0 đến giờ thà thôi đi mượn tiền chịu khó làm thớt vậy cũng lên lúc thành dao không mà được cái là mượn tiền hỏi thì bắt co cho mượn thẳng luôn đi không có bà con gì hết à là hồi đó em đi làm công nhân hồi đó đi cạo chung với anh Toản à năm giá mũ 20 em mới nghĩ bảo tự nhiên làm công nhân cho người ta cạo 3 mẫu mấy mà hưởng lương được có mẫu với nhiêu về nhà dồn tiền mua lấy mẫu là coi như là bằng lương một người làm rồi về mới làm qua thế tính bảo để xem tình hình có thay đổi không mua lại chó được mày cần chó thì một số được rồi nhưng không nhân nói trả thôi hết á không ra mà phật lòng tí là chú tính cho chú tính trả lại lành lên không đi mượn tiền nói nghe câu người ta không cho mượn nhưng mà người ta cũng nói hết sổ rồi tiếng mượn 2-4 mà không có tài sản để chấp và đang nợ 1 tỷ rồi mà không có bà con gì hết rồi em đi giao mũ về em làm á thì
thấy làm này cũng được, nhưng mà bác sổ cắm ngân hàng hết rồi. Bây giờ là bắt đầu cũng là tính là quay lại, chứ mấy bữa trước là nghe cái thông tin rồi là kỵ hai thằng này lắm. Mà em làm ít ngủ vậy chứ, về đi làm về hai thằng về là cũng nhìn lầm lầm mà. Em khách hàng tiềm năng mà. Bởi em về là trước khi em làm cái này là được khoảng nửa tháng là em bảo là hồi đó mà hàm lượng 40 cạo 40 thì em nói liên quan đến thắng luôn mà. Em bảo là năm nay em làm là lấy hàm lượng 40 trên 40 hết, không có lấy dưới. Em bảo thì bảo ngày trước đi cạo có nhiêu đâu, có 100 ký hàm lượng 39 40 là cùng à. Giờ cái chở hai thùng đều. Cứ ngày ít thì 140 150. Đâu cần nhiều keo đâu, đâu có dính đâu. Cần nó chèn cái lỗ. Bên kia làm thất bại. Thôi vậy mới khôn được, vậy mới bán nhà. Đi đi với em là bán nhà. Toàn cái loại bán nhà bán đất sẽ nợ không. Còn nó vượt trong rừng, anh nói hồi đó cạo được chắc 30-40 ký gì vậy. Hàm lượng nó xuống ghê lắm, 28-29. Mà nay khoan nhát thứ năm đang còn được 6-7 ký. Là trong đó dùng cái đồ nhúng chứ không phải dùng cái bọc. Nhưng mà nó cũng từ đầu mùa rồi, nhưng chắc cũng dài lần 2. Cũng không có chú tâm, tại hồi đó cạo không có mũ á, nên là cũng không có nghĩ nó đột biến vậy đâu. Nên bởi giờ làm có mũ nó mê lắm. Nhiều tay 500 cây mà trung bình nó nằm khoảng 75-80 ký mà. Nhắc đầu lên 100, hơn 100. Nhắc thứ hai thì... Nhưng mà hàm lượng chưa xuống, hàm lượng vẫn tầm thấp là 33. Giao rồi được 6-7 ký, hàm lượng được 35 mấy mà. Mấy bữa về cái gẹo 312 với 30 là anh mặt anh cứ xệ lắm. Hỏi sao tuột ghê thế nhỉ? Đâu có nói đâu, mình cạ mình ghi rồi nhưng mà cứ cạ nhưng mà gẹo gẹo. Anh kiểu như không hài lòng ấy. Bởi đang cạo cũng bơm đục nhưng mà đục ít à. Bơm chắc cỡ 200-300 cây một phần. Và phần cạo 400 cây. Hôm nay mũ hàm lượng được cỡ 30-31. Mũ chắc được 100 ký. Bao cô tạp chắc 30-40 ký gì. Cây bảo mà miền gốc đang cao lắm, miền gốc đang cao này nè. Em bảo tôi đừng có cạo nó cực, xuống miền gốc bảo đưa xuống cái khoan đi, giống như quanh toán á, đưa xuống miền gốc khoan. Tại miền gốc là cạo có mũ là nó sẽ khoan, nó sẽ có mũ à. Đâu có là có. Đấy, cái miền gốc này là đầu năm hay cuối năm là nó có mũ, khi vô mưa thì nó chậm mũ thôi, có ít mũ tuột hàm lượng. Mưa xuống là ít. Chứ miền gốc là khai thác cứ đầu năm với cuối năm 2-3 tháng là bình thường cái gì đâu. Như cây này hình như là khô miệng. Đó gốc này cạo cây cạo nó trời em nói cạo. Trong cái vườn này thì khô cả vườn rồi. Hàm lượng á thì nó cao mà nó không chảy được. Mà nó ít mũ lắm, đi chút ghét lắm. Thì hỏi 700 mấy gần 800 cây, 800 cây mà. Này là bữa khoan cạn vì ta chửi cho bên sau nó là khoan sâu. Cái đợt mà nói khoan đặt đợt đầu anh bảo cái đợt khoan trúng gỗ bị tụt hàm lượng á. Nó bị đen, nó bị cam cái chỗ này. Bởi tại vì nó vừa tới giờ cát bỏ phân vô cái gõ là ở trong cái gõ nước mà. Ta chửi cho tăng. Sau cái bình thường mình để vô mình nghe gật gật cây không phải, cây lúc đó nó dài lắm, cây mới mà. Da mỏng te à. Cây mới chưa đủ khí dài lắm. Bảo nghe. Bộ khoan về mài đi, lâu lâu mài nó tí xíu mà. Mất gì thì mài. Thôi thay mùa mới. Thay mùa mới, 8.000 mũi mà mài. Đầu năm tới giờ rồi, đã khí ít rồi còn không có thảo phan nó kỳ lắm. Thay mũi mới. Công nhận này. Công nguyên bây giờ về thì cố tình làm gãy đi. Đây cho em làm nó bung vỏ nhanh lắm. Ở dưới này phải dùng dột hết rồi. Một năm hết 16.000 hai mũi hả? Dưới này cho là một năm 30.000 đi. Nó bung vỏ ra hết rồi. Nó như này hồi đó là máng mà bung hết rồi. Rêu nó bị bung ra rồi. Đừng quá. Cây lớn. Đi được. Cây đều. Cây lớn nó bung. Như đường, như cái lô trên kia là te tu rồi. Cũng nhóm cây này mà úp là lên te tu. Vườn kia. Vườn đối kia hơn một. Cũng giáp danh kế bên em. Cũng bán vỏ luôn. Cây thì đẹp hơn. Sản lượng vứt rồi. Nên úp năm úp luôn đây. Em bảo khoán thì bảo cứ chờ. Thua rồi, cái cây dạng đấy là thua rồi. Úp lên rồi, khoan sản lượng kém lắm. Thua ngay giờ ai chờ nhìn em. Bởi tới giờ nó đi cạo rồi. Mấy cái hôm mà giao cuối
thứ tư, thứ năm, sáu, thứ bảy gì em phan đi ba là cứ tại nó chảy nhanh lắm, cứ canh canh tới giờ nó đi cạo, nó bắt đầu chạy ra tọt cái tí rồi về sáng nay rồi mấy tiếng cái người ta bảo ủa sao mày làm nhanh thế mà sao mày về mà sao mà mũ nhiều á, rồi chuyên môn cao mà đi làm vừa làm vừa chơi thì chứ ai đi cạo cực. Nói nhiều câu đỡ không nổi. Về chỗ anh chứ. Ra bên vườn như kia. Có đó.